Sao vậy? Chập. Chập. Chập xuống, chập cái tay xuống. Bồ quá trời luôn. Mới này nữa ở ngoài đây nữa nè, mấy anh em đang nặng bụng dế ra nè. Dế này làm kịch lắm nha các bạn, làm phải nặng hai chỗ đó, ở trên cái đầu cúp xuống nặng cái ruột ra, với lại cái đít mình lấy ruột ra, còn không làm không kỹ thì ăn nó rất là hôi. Lấy cái đít ở cái đít ra nữa đó. Năm làm nè. Đầu tiên mình bẻ mấy cái cánh đó mình dục đi. Sau đó mình lặn cái đầu ở trên. Xong mình lấy cái bao tử ở trên cái phần đầu nè. Đó. Mình nặn lấy cái bao tử ở trên phần đầu. Đó bao tử đó. Bỏ. Xong rồi tới mình rút cái phần đít ra nè. Đó bao tử ở dưới phần đít ra. Đó, như vậy nó mới sạch nha các bạn. Hồi trắng nè. Em làm phụ đi. Con làm không dám làm dế không nè. Nè. Sao con? Nè. Cắn. Đâu cắn đâu nè, út nè. Út cầm nè, út cầm nè, út đâu cắn út đâu. Ôi nè. Cắn. Cầm không? Rồi cắn. Cắn. Thôi cắn. Em bé có 2 tuổi thì em bé già như bà ngoại vậy. Đây, đây là cái cá lóc của mình ốp rồi nè các bạn. Thì cái này mình ốp tỏi, củ hành, với lại miếng gừng cho nó bán mùi tanh, với lại nó thơm. Rồi cho miếng nước mắm bột ngọt cà no thôi nha các bạn. Có tiêu nữa. Có tiêu cho nó thơm. Trứng vàng ôm luôn nè. Thì để cho nó thấm gia vị cái mình sẽ lăn sơ qua dầu cái mình đổ vô nồi cháo nha các bạn. Rau đắng đắt nè các bạn. Cái này mà đúng loại rau đắng đắt nè. Các bạn thấy lá rất là nhuyễn không? Rau đắng này rất là đắng nhưng mà ăn rất là ngon nha. Ai biết ăn rau đắng này hơi bị ghiền luôn á, ghiền rau đắng này luôn á. Ngoài cái rau đắng đắt thì mình có nấm rơm nữa các bạn. Nấm rơm này lát nữa cá gừng chín nữa mình sẽ bỏ nấm rơm vô. Bây giờ anh Sáu sẽ lăn sơ cá cho nó săn trở lại và nó bán mùi tanh nha các bạn. Có trứng luôn hả? Chính rồi đó, tắt lửa đi. Nghe thơm phức rồi đó. Đảo lên, đảo lên. Đó. Nè, đổ ra dĩa này các bạn. Đây. Dễ nha. Dễ chiên nước mắm nha các bạn. Món này nó giòn béo rất là thơm ngon nha các bạn. Rồi, mình rắc đậu phộng lên nha các bạn. Đó. Phộng rang sẵn. Đó, đẹp luôn, miếng ớt. Thêm miếng ớt vô nữa cho nó đẹp ha các bạn. Rồi, để bây giờ mình ra mình thưởng thức thử cái món này còn nóng coi như thế nào nha. Có ai thích món này không? Đây nè. Ôi ôi, dễ. Dễ, 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 dễ. Dễ nha, có đầy đủ món nha các bạn. Đây, nhìn hấp dẫn không các bạn? Đó, cá lóc đây. Cá lóc đồng nữa các bạn. Rau đắng nè. Rau đắng rồi, đắng hả?
lên tới nó luôn á, đau đắng luôn á, đắng quá. Đắng mà. Đau đắng à. Bỏ cái này ra. Không đau đắng, mới ăn thì đắng nhưng mà nó không có đắng đâu nó. Cái trứng này đã không? Ừ. Con cháu không? Rồi lấy cái đèn. Cẳng là món khoái khẩu của cẳng nè. Làm ly rượu mới được nha. Không, nó đắng nhưng mà nó được. Rồi, đang làm ly rượu đi. Ta thưởng thức cháo thì anh thực thưởng thức dế đi. Này đi. Ừ. Đế chơi cái món đặc sản đó đi. Sản đi. À, ăn cháo để cháo ngọt hết biết. Ừ. Cái này là cháo cá lóc là mình phải làm một vài ly rượu đế nha các bạn. Đó khỏi chấm nè. Tối hôm qua một đại đội đi bắt. Ừ. Người ta đi bắt dế có một hai người thôi. Béo lắm nha anh em, béo giòn. Thơm. Ngày mình chiên nước mắm á, chiên nước mắm á. Người ta đi bắt dế có một hai người thôi, còn nhà mình đi bắt dế là 11, 12 người. Nguyên đại đội mà. Ngon quá. Thì cháo cá lóc thì mình dùng 1 2 ly rượu nó mới ngon nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn dùng rượu cùng ăn buổi tối với gia đình nha. Rồi để thưởng thức cái món cháo cá lóc này cho nó ngon. Thứ hai nữa là hôm nay có món đặc sản nè. Món đặc sản, món dế đồng luôn. Tối ngày hôm qua nguyên một cái đại đội đi bắt. Rất là vui cho mấy đứa nhỏ nó trải nghiệm. Và hôm nay cũng làm cái món là dế chiên nước mắm. Thì món này ở dưới quê thường có rất nhiều các bạn. Thì có những người là không dám ăn, nhưng mà món này là ăn rất là ngon, rất là giòn. Mần rất là cực. Ừ, mà mần cực lắm. Đó, nhưng mình cũng quay cho các bạn coi á, mần rất là cực. Thôi mời các bạn dùng bữa tối gia đình nha. Vô cái. Rồi thử làm một miếng cá cháo cá lóc cho nó còn nóng, cho nó ngon nha các bạn. Đây là miếng cá. Ừ, cá nó ngọt, nó dai. Ừ, con ăn cháo không? Ăn cháo không? Không hả? Lắc đầu hả? Trời ơi. Chào các bạn. Chào các bạn hả? Chào cô chú đi. Con chào cô chú đi. Chào cô chú. Chào đi con. Chào cô chú đi. Chào cô chú. Chào đi, chào cô chú đi. Rồi mốt. Nè, con chào cô chú nè. Ừ. Nè nè. Con chào. Đây là rau đắng nha các bạn. Nói thiệt các bạn, rau đắng này rất là đắng luôn. Đắng lắm. Nhưng cái vị đắng của nó, khi các bạn ăn mà ăn quen rồi á, bạn ăn quen rồi á thì bạn sẽ thích cái rau đắng đất này. Tại vì nó đắng lúc đầu á, nhưng mà lúc sau nó sẽ ngọt hậu trở lại các bạn. Thì bởi vậy người ta ở dưới quê á là khoái ăn rau đắng đất lắm. Cái này là cái ruột cá này các bạn. Này là dế đặc sản miền Tây nè các bạn. Mùa thu hoạch á, rơm rạ này kia nọ, bắt trong rơm rạ các bạn. Mùa này mới có hả? Dế này bán hiện tại bán 300.000 ký hả? Ừ. Bắt mà làm sạch rồi mới bán 300 hay là dế còn sống? Còn sống là 200. À, còn sống 200.000. Nếu mà làm rồi thì 300.000 ký các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái dế này. Và mình sẽ review cho các bạn coi nha. Nói thì nói nhưng mà món này món của mình cũng yêu thích. Tại vì mình ăn rất là nhiều rồi các bạn. Ăn rất là ngon, rất là giòn, rất là béo. Có nước mắm nữa, cái mùi nước mắm nó mặn mặn mặn, ăn rất là ngon các bạn. Mời các bạn nha. Rồi, anh Sáu. Đã. Rượu đế Long An rồi, pha với rượu chuối hộp nữa các bạn. Đưa vô nó rất là cay cay cay. Rượu nhà nấu luôn nha các bạn. Mình dùng miếng cháo ha. Xong bây giờ mình làm một miếng dế nha các bạn. Dế mình đưa vô miếng ớt. Đó, mình làm hai con luôn cho nó mạnh nè. Bạn thấy rõ con dế luôn. Đây, đây là con dế nè. Thấy không? Ở đây là con dế rõ ràng nha. Rồi. Mình sẽ ăn và cảm nhận cho các bạn coi nha. Yeah.
dế, cái đầu dế mình nhai nó rất là giòn. Có cái mùi nữa, có cái vị nước mắm nữa, nghe nó mặn mặn mặn, rất là thơm ngon. Sau đó cái bụng của, tới cái phần bụng của con dế các bạn, nó có cái chất mỡ trong đó, nó giống những cái con đuông á, nó rất là béo, nó rất là làm cho ta vừa béo mà vừa thơm mà vừa có mùi nước mắm mà nó vừa giòn nữa, nó rất là ngon các bạn. Rồi, bữa nào các bạn dùng thử đi, nếu bạn nào không dám ăn, còn là bạn nào ăn rồi thì mình không nói, bây giờ bạn nào chưa dám ăn thì dùng thử đi. Món này đặc sản ở miền Tây của mình á, chỉ có mùa thu hoạch mới có dế thôi các bạn. Cái này mình uống rượu đế mới ngon nha các bạn. Ừ. Này là rượu đế mới ngon. Ngon lắm. Mấy mùa kia thì có những món khác. Lát nữa còn mấy anh em nữa, nhưng mà Minh với anh Sáu ở nhà ăn trước, dùng trước để mà tới giờ rồi mà ta tới trễ. Ta tới trễ mà món ngon quá, chịu để lâu quá chịu không nổi các bạn, phải làm lai rai trước. Đó, bây giờ bà xã mình ăn thử con dế cho các bạn coi nha. Đó, từ nào thì chưa ăn dế luôn nè. Ăn đi cảm nhận cho các bạn nghe coi làm sao. Giòn lắm, mới vừa giòn mà vừa béo nữa. Ừ. Đúng là không uổng công ngày hôm nay đi bắt dế. Cả đi, cả từ tối. Nào giờ mới ăn lần đầu tiên hả? Ừ. Đúng rồi, lần đầu tiên ăn á. Lần đầu tiên ăn nha các bạn. Ừ. Mà lần đầu tiên đi bắt dế luôn á. Mình cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Thì ngày hôm qua cũng đi bắt dế cả đêm, và hôm nay cũng suy nghĩ làm ra những cái món ẩm thực nào nó lạ lạ để cho gửi lên các bạn cùng xem. Thì tối nay anh em cũng là chế biến cái món dế với lại nấu cháo cá lóc để mà dùng buổi tối. Thì để coi ngày mai mình sẽ coi làm những cái clip gì mới lạ để mà gửi đến các bạn xem nha. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh Miền Tây Channel và theo dõi những video mới tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn. Đổ mồ hôi luôn. Ăn đổ mồ hôi. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh Miền Tây Channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.